Hey, xin chào các bạn. Hiện tại mình đang ngồi trên một đỉnh đồi tại xã Tà Năng. Thì đây là một cái con đường trekking rất là đẹp. Thì hiện tại mình đang ngắm bình minh. Thì mình sẽ quay lại cái cảnh bình minh ở đỉnh Tà Năng, đỉnh đồi Tà Năng như thế nào để các bạn biết. Theo mình ở đây thì hiện tại bây giờ nhiệt độ rất là lạnh và bình minh cũng đã ló dạng rồi. Chim thì kêu rất là nhiều. Các bạn xem video để biết cảm nhận được cái không khí ở trong rừng nó như thế nào. Đó, như các bạn nghe ha, tiếng chim kêu rất là nhiều. Chim rừng kêu đó các bạn. Đủ mọi loài chim. Hôm nay thì trời rất là trong. Đây nè các bạn. Đây là cái đỉnh đồi lính mà hôm trước mình có đi một chuyến Tà Năng Phan Dũng, là mình ở trên cái đồi lính đó. Đây. Đó, ngay đây nha các bạn. Đây là cái đỉnh đồi lính nè mà hôm trước mình đi đó. Thì hiện tại thì ở trên cái đỉnh đồi lính này thì cũng có một nhóm họ đang hạ trại ở đó. Và phía bên đây thì cũng có một nhóm cũng đang hạ trại phía bên đây. Đó, dạ, các bạn thấy khói lên không? Đó, thì đây cũng là một nhóm đang hạ trại ở đây. Thì nhóm mình thì hạ trại ở phía sau lưng mình đang ngồi đây. Trời sắp lên rồi. Sáng ngồi ở đây mà ngắm bình minh thì rất là tuyệt vời. Và chính vì điều đó mình đã trở lại Tà Năng lần thứ hai. Vì chuyến này hành trình cũng giống như gần giống như chuyến trước nên mình không có quay cái hành trình đi. Thì chuyến hôm nay thì hành trình nó có đi qua một cái thác, thì mình sẽ quay lại cái thác cho các bạn xem. Những chồi lá xanh. Thì Tà Năng mấy hôm nay cũng được hưởng mấy cái mưa rồi nên cây cỏ ở đây thì nó cũng bắt đầu chuẩn bị mọc lên rồi. Đó, như các bạn thấy nè, cây cỏ thì bắt đầu nó mọc lên rồi. Hôm trước mình đi tháng 2 thì rất là nắng nên cây cỏ nó khô lá hết. Đó, như các bạn thấy những cái chồi non của những cái cành cây này nè,
nó cũng đã mọc lên rồi nè. Đó, và những cái lá này nữa nè, những lá non nó đã mọc ra rồi. Thì tà năng thì nó có hai mùa, một mùa mưa và một mùa khô. Thì các bạn đi mùa nào cũng đẹp hết. Thì hôm trước thì mình đi ngay cái mùa khô, và hôm nay thì mình đi ngay cái thời điểm mà nó chuyển mùa đó. Hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2018. Quá đẹp phải không các bạn? Hiện tại thì mình đang quay bằng chiếc điện thoại iPhone của mình, vì cái GoPro của mình thì mình đang để quay chế độ thăm lát. Để quay phía dưới chân đồi cho các bạn xem. Đó, đây là cái đỉnh đồi mình đang hạ chạy ở trên cái đỉnh đồi này các bạn. Mình đang nghe một cái tiếng của một chiếc Lycam Mavic Pro. Thì chắc là cái chớp bên đây họ đang dùng Lycam để họ quay lại cái cảnh bình minh trên cái đỉnh đồi Tà Năng này. Rất đẹp. Để mình xuống đây mình quay cái cây cho các bạn xem. Đây các bạn, những chồi non nó đã mọc lên rồi này. Bắt đầu cho một mùa mới, một cái mùa mưa. À, chỉ cần một cơn mưa thôi, thì là nó đâm chồi lên như vậy. Cây này thì mình cũng biết là cây gì. Rồi mình tiếp tục di chuyển xuống phía dưới này. Một cái cây này nó cũng đang đâm chồi lên nè các bạn. Rồi, mình nghĩ mình ngồi đây mình nghe chim hót.
Mặt trời lên rất là chanh các bạn. Rồi, mình vừa quay lại cái khung cảnh ở trong rừng, ở trên những cái đỉnh đồi của cung trekking Tà Năng Phan Dũng. Thì hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2018, mình cũng có mặt, mình đã trở lại đây, lần này là lần thứ hai. Rồi, các bạn xem qua thì các bạn cũng biết theo cái khung cảnh ở trong rừng vào buổi sáng nó như thế nào các bạn ha. Chim thì kêu, không khí thì se se mát lạnh, cây cối rất là đẹp. Đó là một những trong điểm mà đã làm cho mình quay lại Tà Năng lần thứ hai. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.